Cô đồng bổ cao, đúng nhận, sai cãi, bị phạt 7,5 triệu đồng, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin. Ngày 9 tháng 2, thông tin từ Công an thị xã Kinh Môn, Hải Dương cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà TT, H 38 tuổi, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Hành vi của H đã vi phạm vào điểm B, khoản 1, điều 101, nghị định 15/2020/NDCP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 14/2022/NDCP ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. TT, H là cô đồng gây hot trend mạng xã hội mấy ngày qua với câu nói, đúng nhận, sai cãi. Cụ thể, khi khách đến xem bói sẽ đưa cho H lá trầu và quả cau, H sẽ bổ quả cau, rồi nhìn vào quả cau và phán chuyện tình duyên, tài lộc, sức khỏe của mọi người ở hiện tại, tương lai và quá khứ. Các clip cô đồng bổ cau, lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, cô đồng H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và khẳng định việc quay và phát các clip trên đều do một mình H làm. Lực lượng chức năng hiện đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H và xử phạt 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng buộc cô đồng H gỡ bỏ toàn bộ những thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục.